Turn left onto West Avenue, then turn right onto West Colorado Avenue. Chạy
cái thân hồ nó cho mình chạy 400 mai một giờ thì khoảng năm mấy cây số một giờ. Thì cái khu Trần Tiết này rất là nổi tiếng, những người mà mê Trần Tiết là khả năng rất là lớn họ sẽ đi tới đây. Bạn bè cũng đi chợ cho biết cái đường hầm này chắc nghĩ là nó rất là dài. Rồi bây giờ là mình ra khỏi đường hầm, bây giờ là mình đang xuống núi, độ dốc là 7%. Đó, phía trước mặt đó là mưa quá trời luôn, nhưng mà còn trắng xóa luôn kìa. Cái núi nó cao lắm, qua không nổi cho nên phải đào đường hầm. Ủa trắng xóa luôn kìa. Trắng xóa là cái đó mưa chứ phải tiếc là mùa này hồ nó tiếc là gì á. Giờ mình đi đùa qua hẻm núi chứ không đi lên mấy đồng núi nữa được. Mà nó không cắn được á là nó chạy lên đó đó. Vì không có xe chạy được. Chưa hết nữa đó. Cắt 4 bình.
đó là rất là lớn luôn á, so với xe đồ là ở đây là rất là lớn. Bên đó còn tiếc nữa kìa, lớp trắng đó, đó. West on Wilmore Rest Area Road toward I-70 West. In a quarter mile, merge onto I-70 West. Ở
thổi ghê quá. Thẳng gì đó. Gan cái gì. Mình sẽ biết gì gan cái nhận sao. Bên đó là đường. Ồ, đây có đường thủy. Ở dưới đó. Và bên đây là đường bộ. Và bên kia là đường sắt luôn kìa. Ghê luôn là cái nhận. Có đường di chuyển nữa. Đường ha, mình đi xung quanh đó.
chưa rồi. Tại đây cái khung lũng ấy, cái nhiệt độ tăng cao á, cho nên là nó gió nó cuốn mạnh thêm, nó cháy mạnh thêm. Giống như trong cái lò ấy. Colorado gần thành ở một cái thị trấn nhỏ gần khu vực gần Utah. Núi đó thì là đẹp. Núi đó bị lở. Như vậy núi đó nó cũng đẹp. Đây trung bình. Bên trước mặt bên là toàn là núi không à. Mình phải bao dây luôn, không biết sao mà phải lên núi hay là đi qua cái hẻm núi nào đó. Yo.
Turn left onto West Avenue, then turn right onto West Colorado Avenue. Ở cái công viên này cũng đẹp mà nó không cho mình đốt lửa, để mình lại cái chỗ khác thử coi. Mình đang ở thành phố Horizon Drive ở bang mình đó. Cái nó có bàn ăn cho mình luôn, có nhà vệ sinh kế bên luôn. Ở đây rất là tiện nghi luôn á. Thành phố này cũng tương đối lớn à, mà mình không biết sao dân số ở đây thì họ kinh tế nhờ cái gì, thấy không? Cái này họ có tưới nước tưới cây nè, nói chung là rất là tiện nghi luôn. Cái này chạy khoảng 300 mile cách Denver về phía bên Utah. Buổi chiều thật đẹp. Đã có công viên nước nè, cho mấy đứa nó tắm nè, giỡn. Thiệt đẹp, đó là trên dãy núi, có số người sống trên dãy núi, có ánh sáng là nó đó. Là người đó là sống trên nó. Colorado nó không cho đốt lửa, cho nên mình chỉ dùng bếp được ạ. Cho nên là mình chỉ không nướng bằng củi được mà chỉ xào. Bây giờ mình tìm được cái shelter này rất là sạch sẽ để nấu ăn cho buổi tối. Sau đó tìm tránh mưa mà mình ơi, mình đang ở sa mạc mà cũng bị mưa đó nè. Gió quá trời mưa. Mưa nhân tạo. Trời ơi, vô ngồi ăn mà mưa gì nè. Mưa quá trời ơi, mưa quá trời. Mưa thiệt lớn luôn á. Mưa quá mưa.